Chính phủ vừa yêu cầu các địa phương chỉ tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn khi xác định được nơi làm việc và có khả năng thu nhập cao hơn sau học nghề. Việc đào tạo phải đa dạng, cụ thể, sát với nhu cầu của người dân và thực tiễn sản xuất. Chính phủ cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai các hoạt động của đề án 1956 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và chịu trách nhiệm về kết quả hiệu quả dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn. Đồng thời, khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc chủ động đào tạo, nâng cao tay nghề của người lao động, kiên quyết không để các cơ sở đào tạo không đủ điều kiện, tổ chức kém hiệu quả tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn. Bên cạnh đó, thực hiện lồng ghép, huy động các nguồn lực hỗ trợ chi phí đào tạo cho người học nghề, chỉ hỗ trợ trực tiếp tiền ăn, đi lại cho người học thuộc đối tượng ưu tiên. Chính phủ cũng giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục hoàn thiện dự thảo quyết định sửa đổi bổ sung một số nội dung tại quyết định số 1956 QĐ-TTg phê duyệt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 để ban hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015.